Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Sống khỏe cùng Medlatech được phát sóng vào ngày 7 tháng 12 trên kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bé trai chào đời với ruột lộ ngoài bụng. Cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đốt mỡ cánh tay và ngực trái ở trung tâm thẩm mỹ. 13 khối u nối khắp ngực cô gái trẻ. Nam sinh 12 tuổi co giật do hút thuốc lá điện tử. Những sai lầm cần tránh khi đau đầu mùa lạnh. Và sau đây là thông tin chi tiết. Bé trai nặng 2,5 kg chào đời tại trạm y tế Sơn La, ruột nằm ngoài ổ bụng do khe hở thành bụng, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Bác sĩ cho biết thành bụng của bé không đóng kín khiến ruột nằm ngoài ổ bụng. Bệnh nhân nằm lồng ấp để kiểm soát thân nhiệt, vô khuẩn, giữ ẩm ruột. Bệnh nhân được chỉ định mổ, tuy nhiên bé nhẹ cân, ruột lộ ra ngoài nhiều nên không thể phẫu thuật trong một lần, phải đặt túi silo, túi đựng ruột tạm thời ngoài ổ bụng. Hậu phẫu, bé được theo dõi ở khoa nhi hồi sức và chăm sóc tích cực. Túi silo luôn được treo cao để ruột dần vào ổ bụng hàng ngày. Sau 12 ngày, không gian bụng của trẻ đã đủ rộng, bác sĩ sẽ phẫu thuật tháo túi silo, đưa toàn bộ ruột vào ổ bụng và đóng thành bụng. Sau đặt túi, bé ăn uống tốt, đại tiểu tiện bình thường, sức khỏe ổn định. Biện pháp duy nhất để xử trí dị tật khe hở thành bụng cho trẻ là phẫu thuật trước 48 giờ sau sinh. Cô gái 25 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong do sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê, gây tê sau khi đến trung tâm thẩm mỹ đốt mỡ vùng hai cánh tay và ngực trái. Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ tiêm lần lượt các thuốc gây tê, gây mê, giảm đau và an thần gồm midazolam, fentanyl, lidocaine. Ngay sau đó, bệnh nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được xử trí ép tim ngoài lồng ngực và chuyển đến bệnh viện Sài Gòn ETO Phú Nhuận cấp cứu và sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Trong quá trình chuyển viện, bệnh nhân có lúc ngưng tim, ngưng thở và sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê, gây mê, tổn thương não do thiếu oxy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. Hiện Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra làm rõ. Có 4 u vú nhưng không điều trị. Sau 1 năm, chị Lan 19 tuổi thấy ngực căng tức, đi khám phát hiện có 13 khối u nổi hai bên ngực. Bác sĩ siêu âm phát hiện 13 khối u nằm rải rác hai bên ngực, lớn nhất 30mm, nhỏ nhất 3mm và nhận định đây là trường hợp có số lượng u vú nhiều, hiếm gặp. Bệnh nhân được thực hiện thủ thuật sinh thiết hút chân không VABB để cắt, hút toàn bộ khối u nhằm bảo tồn chức năng tuyến vú và thẩm mỹ vùng ngực. Sau can thiệp, người bệnh được xuất viện ngay trong ngày. Bảo tồn thẩm mỹ là xu hướng điều trị được ưu tiên lựa chọn ở bệnh nhân mắc u vú, nhất là phụ nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình. Hiện nay, các tổn thương lành tính như u xơ, u nang, áp xe vú có thể điều trị triệt để, ít xâm lấn bằng sinh thiết hút chân không VABB, không cần phẫu thuật. Ưu điểm của phương pháp này là loại bỏ hoàn toàn tổn thương vú, bảo tồn tối đa nhu mô vú lành, không để lại sẹo. Khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 12 tuổi là học sinh của một trường trung học cơ sở tại thành phố Hà Nội đến khám trong tình trạng khó thở và co giật. Các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử nam sinh này sử dụng đến Viện Pháp y Quốc gia xét nghiệm. Kết quả trong thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng có thành phần của một số chất gây nghiện, đó là nguyên nhân khiến nam sinh ngộ độc. Trước đó, nhóm 7 nữ sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông ở Quảng Ninh rủ nhau hút thuốc lá điện tử, sau đó cả 7 em đều có biểu hiện chóng mặt, nôn ngay trong lớp. Chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử khiến nhiều thanh thiếu niên bị hoang tưởng, ảo giác, hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não. Các bác sĩ cảnh báo, thuốc lá điện tử bên cạnh chất gây nghiện nicotine còn chứa chất gây ung thư có trong thuốc lá thông thường. Bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình khi trời chuyển lạnh là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, bên cạnh việc chú ý về chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục thể thao điều độ, cần đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. Đau đầu do thay đổi thời tiết nếu không được kiểm soát và chữa trị đúng cách sẽ làm tăng nguy cơ đau đầu mãn tính, nhất là khi mắc phải 3 sai lầm sau đây. Chấp nhận cố chịu cơn đau, cạo gió, bấm huyệt, châm cứu không đúng cách, lạm dụng thuốc giảm đau nhanh. Chính vì thế, khi thấy hiện tượng đau đầu kéo dài, bạn nên tới bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị. Vừa rồi là một số thông tin y tế hữu ích gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là Thu Phương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!